Ôi các bác ơi, cũng là những chậu đèn rô nở cực kỳ đẹp luôn. Đèn rô xuân nhá, các bác nhìn này. Hoa rất là thơm, cái dòng đèn rô này. Hoa sai hoa, hoa thơm. Đấy, Tết lên mà nó nở. Cái dòng này thì được có một cái là nó nở quanh năm luôn. Cứ hết đợt này nó lại lên mầm gốc và nó lại thân khác nó lại nở. Hoa thơm, nhiều màu. Các bác nhìn đẹp chưa? Chất lượng chưa? Ấy nè, chất lượng đấy, nó lên loạt khác lại này, lại nụ luôn đấy. Đèn rô này nở mà nở dai, hoa thơm các bác nhé. Em chỉ còn 4 chậu này thôi, chậu to như thế này. Mấy bác năm ngoái bán 10 chậu bán cho các bác, trồng được 10 chậu này các bác nhìn này. Đấy, mặt bông đẹp chưa? Xài hòa xúc xỉu luôn. Sơn Thủy Tiên cũng đang nụ hết rồi. Sơn Thủy Tiên này là 350.000 một giò, đang nụ hết rồi các bác ạ. Đây này. Đấy, các bác nhìn xem. Ôi, cây này này, hoa dài rồi. Ôi, cây này hoa dài rồi. Những cái giò Sơn Thủy Tiên. Đây, mời các bác ngắm vườn nha em. Hương dừa cũng chuẩn bị ra nụ rồi. Sơn Thủy Tiên rất nhiều, kèn Lai Châu, quế, cáo, kiều, nhãn đủ cả. Ở đây một góc này các bác nhìn này. Đấy, một góc này là trúc Phật Bà các bác nhé. Hoa thơm, hoa bền nở từ Tết, hoa chuẩn Tết. Mấy giò này Tết lên nở rực rỡ. Đẹp chưa? Trúc Phật Bà, nhãn, kèn Lai Châu cũng sắp nở rồi. Sơn Thủy Tiên rất nhiều nụ luôn. Kèn nụ hết rồi các bác ạ. Này, những cây kèn nguyên bản này. Cây cáo Lai Châu đẳng cấp chưa. Cây này một mẹ hai con nhé. Cây này lá dày gọi là chưa từng thấy luôn. Cây này quá đẳng cấp luôn. Một mẹ hai con lá đỏ ao. Và đây là một giò nữa. Giò này thì em vận chuyển nó bị mất mấy cây. Cây này thì quá đẳng cấp luôn. Cây này, ui dồi, lá này cáo đỏ luôn, cả 5 cây đều đỏ luôn. Nhưng mà đây này em vận chuyển nó gãy mất một cây đi này. Gãy một lá đấy. Quá đẹp luôn. Dàn kèn sắp nở bung rồi. Sơn Thủy Tiên rất nhiều loại lan, chuẩn bị vào mùa hoa các bác ạ. Đấy, tác phẩm Sơn Thủy Tiên, quay cho bác cái tác phẩm Sơn Thủy Tiên này nhé. Trên này là một cái giò chuỗi ngọc. Chuỗi ngọc cũng đang chuẩn bị nụ đây rồi. Như cái bản đồ Việt Nam, cái giò Sơn Thủy Tiên này đúng như cái bản đồ Việt Nam luôn. Năm nay chương trình này đi triển lãm đấy, cái giò này. Vâng, mời các bác chiêm ngưỡng một chút những cái giò lan có tại vườn nhé em nhá. Vâng, và sau đây là đèn rô. Ui dồi, những cái giò đèn rô này, những cái giò đèn rô xứng tầm này. Hoa thơm như mùi hoa nhài thoang thoảng. Vâng, sau đây em vào chương trình bán hàng các bác nhá. Vâng, trong video bán hàng là ngày hôm nay, đầu tiên em lên cho bác một cái giò đen rô này. Các bác nhìn thấy nụ nó tím ngắt như thế này. Mầm gốc đang lên này. Đấy, rất nhiều. 2, 4, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 bông hoa, 11 thân hoa, 250.000 giò đen rô này. Cực kỳ đẹp nhé. Đầu video hôm nay lên luôn cho các bác. Đấy, giò số 01, 250.000. Đấy, tiếp theo giò số 02, một giò kèn tím Lai Châu. Đẹp chưa các bác? 1,
2, 3, 4, 5 thân hoa đang có nụ như thế này. Trong khi đó mầm gốc này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ôi, 14, 15 cái mầm gốc. 15 cái mầm gốc sang năm thành một tác phẩm kèn Lai Châu. Đấy, rất là đẹp. Một tác phẩm trồng ngay ngắn như thế này có giá 550.000, số 02. Tác phẩm kèn Lai Châu số 02, 550.000. Rất là đẹp cho các bác nhá. Tiếp theo là lên cho các bác là một tác phẩm nữa đi. Một tác phẩm đùi gà Lai Châu ghép trên cái trụ dớn như thế này. Các bác nhìn đẹp chưa? Nụ rất nhiều luôn. Nụ rất nhiều luôn. Giò số 03. Giò số 03 có giá 380.000. 380.000 cho cái tác phẩm đùi gà Lai Châu này. Chuẩn những trụ dớn này các bác yên tâm, cực kỳ khỏe bền cho đến nắng thì thôi rồi. 380.000 giò số 03. Tiếp theo lên cái gì nhỉ? Ôi, dạo này trên mạng xã hội thấy bảo coi như là các anh các chị đang va để đăng lên giá. Thực sự ra em có hai cái giò bạch tuyết là chuẩn nhá, bảo hành chuẩn hàng bạch tuyết, nó đang lên rất nhiều mầm gốc này các bác này. Ba cái mầm lỡ này, 1, 2, ba cái lầm mồn mẹ nó lên 3, 4 cái mầm gốc đang nhú mắt rồi. Thân nó dài này, đang sưng mắt rồi. Cái này bác thoải mái chơi hoa, bác nào chưa có bạch tuyết thì sưu tầm nhá. Quan điểm là nó đẹp. Hiện tại cái dòng mặt hoa này nó đẹp, nó hiếm hơn thì giá nó cao hơn một Phú Thọ HO thôi. Chứ còn chẳng bảo là va vấp lên giá hay như thế nào. Bán giá em bán giá 650.000 cái giò này. Các bác thấy có hợp lý không? 650.000 giò số 04 bạch tuyết. Hai giò như nhau nhé. Giò này cũng thế, cũng đang lên mầm gốc này. Các bác về lưu ý là mùa này thì thoải mái đi. Các bác đặt cái chậu này lên một cái chậu to hơn, cho vỏ thông ở ngoài, cho phân vào, các bác chăm thoải mái. Giò này cũng vậy. Đấy, cũng 650.000 bạch tuyết 50 cm. Cái mầm này dài 50 cm. Số 05. 05 nhé, đây. Bác nào thích Phú Thọ thì có Phú Thọ đây. Một thân này dài 1, 2, 3, 4 gần mét. Thân này thì 50. Hai thân 250.000. 06 giò Phú Thọ. 06 giò Phú Thọ nhá. 07 này lên toàn những cái mới mẻ cho các bác ơi. Một giò đùi gà trắng nhá. Đây là không phải một, đây là sản phẩm ươm ki của em. Ươm ki nhá, nhưng mà thành 3 này. Các bác nhìn thân hoa này, nó đẹp lắm, cái dòng này nó ăn nắng nó vàng ươm này. Giò đùi gà trắng số 07. Giò này 800.000. 800.000 rồi cái giò này, các bác chăm thì thoải mái luôn. Phân bón thì đầy đủ rồi. Đấy, các bác lưu ý là mầm gốc đã lên chuẩn bị và tiếp tục chuẩn bị lên. Các bác lưu ý là sên nhá, bảo vệ sên cho em. Giò này đẹp lắm các bác nhìn này. Đấy, rào hoa thì rực rỡ luôn. 800.000 giò số 07. 07. Và hôm nay lại có một cái đặc biệt nữa. Có một cái đặc biệt nữa là đây là một giò kiều siêu tím nhá, đang có nụ luôn. Giò này mật hoa đã nở tại vườn nhà em. Em có hai giò như thế này, tím đẹp lắm. Và em sẽ cử để hình đại diện. Lần trước là một lần em đã quảng cáo rồi đấy, là em thực ra hai cái giò này ấy, lúc nở hoa ấy, là em đã bán cho một bác rồi. Bác đã đồng ý bác mua rồi. Nhưng mà em đi công tác mất hơn một tuần, thế là về nó gần tàn mất rồi. Thì em bảo thôi bác ạ, bác không lấy. Lúc đấy là bác ấy mua em với giá 550.000 một giò. Đấy, 550.000 đây, cực kỳ tím, một mặt bông cực kỳ đẹp. Đấy, không nói dối một tí nào. 550.000 rồi, nhưng mà do nó bị em lỡ hẹn nên là em không về gửi được. Nên hôm nay em bán đang nụ như này, em vẫn bán với cái giá, thực ra chỗ khác bán rất đắt, mặt bông đã chuẩn rồi như này. Em vẫn bán với giá 550.000 giò số 08 kiều siêu tím 08, 550.000. Có hai giò nhé, siêu tím luôn đấy, đang nụ luôn. Giò này xem được mấy cái nụ. Giò này đang đây này, đang sưng đây. Hai cây này đang sưng. 09 cũng 550.000, giò số 09 cũng 550.000, siêu tím luôn. Tím hơn tất cả các loại kiều khác luôn. Đấy.
09 550 nghìn. Một tác phẩm nữa, một tác phẩm nữa. Úi dồi ôi, bác nào thích. Một số bác điện hỏi em Hạc Vĩ dừng đây, em quên số điện thoại rồi. Có bác bảo đến mùa Hạc Vĩ thì gửi cho cô mấy giò đây. Hôm nay có một giò nó dài 1, 2, 3, 5, dài đúng 1 mét luôn. Nụ chi chít, hoa chi chít, thân như thế này. Đấy, 550.000, giò số 10, Hạc Vĩ số 10, 550.000, dài phút chỉ luôn như thế này. Thân hoa mầm gốc, phân bón đầy đủ như thế này, 550.000 các bác nha. Nụ chi chít luôn, các bác không phải nghĩ. Đấy, Hạc Vĩ rừng thì có mùi thượng hương vị thơm riêng. 550.000, số 10. Tiếp theo, số 11. Một giò kiều trắng, 2, 4, 6, 8, 10, 12 thân. Đang có nụ đây rồi các bác. Đang có một cái nụ này. Giò này mới thấy một cái nụ là nào nhỉ? Mới có một cái nụ rồi. Số 11. Đấy, số 11. Kiều trắng số 11, 350.000. 350.000, kiều trắng số 11, 350.000. Kiều trắng số 12. Giò này thì nhiều nụ hơn. 1 thân có nụ, 2 thân có nụ, 3 thân có nụ, 4 thân có nụ. Giò này cũng 350.000. 2, 4, 6, 8, 12, 14 thân. Được mấy thân có nụ? 350.000. 12, 13, 14. Giò số 14. Giò số 14, giò này có nụ đầy một cái nụ to. Cũng 350.000. Đầy một cái nụ to cái này nữa. Đấy, 350.000 giò số 15. 350.000. 350.000. Vâng, tiếp theo là đến số 16. Một giò kiều vuông Lộc Bắc thân to uých như thế này. Đây. Bùm bùm này, 260.000, số 16 đang sưng nụ hết rồi. Có một cái, em nhìn thấy là có một cái bông hoa này. Đâu nhỉ? Đây đây đây. Đấy. Số 16 260.000, 260.000 số 16. Số 17 kiều tím Yên Tử. Đây là kiều tím hàng giống nha, kiều tím Yên Tử hàng giống. Rất nhiều thân này, phân bón đầy đủ, các bác về chỉ việc tưới nước thôi nha. 350.000 số 18. 350.000 kiều tím Yên Tử. Số 19 cũng 350.000 kiều tím Yên Tử, 350.000. Đấy, số 19 rồi. Đặc biệt hôm nay có cái này mang xuống này, trên giàn nhìn thấy Hoàng Thảo Thập Hoa, bác nào chưa có sưu tầm giá cực rẻ, 250.000 một giò, à 200.000. Số 20, 200.000 giò một giò Hoàng Thảo Thập Hoa. Số 20. 200.000. Số 21, Hoàng Thảo Thập Hoa. Số 21, Hoàng Thảo Thập Hoa cũng 200.000. Đấy, số 21 Hoàng Thảo Thập Hoa cũng 200.000. Còn cái gì nữa nhỉ? Ôi đặc biệt, đặc biệt. Quên mất đấy. Mang xuống đây rồi. Số 22. Một cây cáo đỏ Lai Châu, chuẩn xịn cáo Lai Châu nhé. Trồng trên một cái này, các bác về này. Cái này nó mất quá nhiều lá gốc, dân người ta trồng như thế này. Về các bác trồng vào một cái chậu, cái trụ dớn các bác cứ thế đặt vào một cái chậu cho em. Đấy. Mặt nè. Chất lá cáo đỏ Lai Châu nhé. Cái này mà nó ra, nó đến nữa nó mà ra hoa phân nhánh thì thôi. Riêng cây cáo đỏ này em xin bán với giá, buộc cái này lên bị lên lá nhăn, 650.000. 650.000 số 22. Đấy, một cây cáo đỏ Lai Châu 650.000. Cây này các bác này, đẳng cấp chưa, lá to chưa. Cáo đỏ Lai Châu số 23. 700.000. 700.000. 700.000 cho một cây cáo đỏ chuẩn Lai Châu nhá. Không phải là cáo đỏ linh tinh. Cáo linh tinh nhá.
Đấy. Gì nhỉ? Còn gì nữa nhỉ? Hết rồi. Ôi, video hôm nay quay thôi. Vâng, video của ngày hôm nay xin tạm dừng ở đây. Một lần nữa xin được chúc sức khỏe tất cả các bác yêu Lan có một sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc, gặp nhiều may mắn và thành công, sưu tầm cho mình giò Lan đẹp. Rất mong các bác ưng giò nào thì ủng hộ, và các bác không ưng thì xem video cho em để tìm những cái giò Lan mình ưng ý. Em xin chào và tạm biệt các bác.